Một mẹ nuôi ba con. Đến giờ mẹ phải đi làm rồi. Hai con ở nhà sang nhà bác Mát. Bác ấy đang cần người dọn cỏ đấy. Ismin, con nhớ trưa về cho chị Nasi ăn cơm nhé. Chúng con biết rồi thưa mẹ. Chúng con sẽ làm việc thật chăm chỉ. Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc chị hai chu đáo. Nếu ông ấy không mất sớm thì chúng không phải vất vả từ bé thế này. Còn con bé Nasi nữa, mắc bệnh liệt nửa người, không biết tương lai sắp tới sẽ ra sao. Sắp xong rồi Ismin, em có thể đi chơi một lúc, còn lại để hai chị làm nốt. Chỉ còn có chút cỏ này nữa, hai chị làm một lát là xong thôi. Nhưng mà... Không sao, có tí à. Em còn nhỏ mà đã giúp đỡ được bọn chị rất nhiều rồi. Đi chơi một lúc đi cho thoải mái, chiều em còn phải đi học nữa mà. Dạ vâng, thế em cũng có chút việc, em chạy đi chút nha. Hai chị giúp làm cả phần của em nữa nha. Được rồi, em cứ yên tâm đi đi. Ta da, các cậu xem này. Các cậu thấy mô hình cung tên này đẹp không? Nó có thể hoạt động y như thật, hoặc là làm đồ trang trí đó. Thật tội, có thật là nó sẽ bắn được tên đi không? Thật chứ, tớ đảm bảo vì tớ đã thử nghiệm nhiều lần rồi. Các cậu chỉ cần dương cung lên nhắm bắn là mũi tên sẽ bay vút vào mục tiêu. Tuyệt quá Ismin, cậu có thể cho tớ không? Tớ cũng muốn được bắn cung thử xem sao. Không được, nếu cậu thích, các cậu có thể mua nó. Tớ sẽ bán nó với giá rất rẻ, chỉ 10 xu thôi. Tớ đồng ý, bán cho tớ một chiếc đi. Và tớ nữa, tớ cũng có 10 xu. Giờ tớ không có sẵn ở đây. Tớ sẽ ghi vào cuốn sổ này, xem như các cậu đặt hàng. Tối nay tớ sẽ tranh thủ làm và mai mang sang nhà cho các cậu nhé. Đồng ý, cậu nhớ ghi đơn hàng của tớ đấy nha. Các cậu yên tâm, vì tớ đã ghi hết vào sổ rồi mà. Tớ sẽ giao hàng đúng hẹn. Những 50 xu. Khi nào được 100 xu, mình sẽ đưa cho mẹ đóng tiền học. Ismin, em là một trong những học sinh có thành tích học tập rất tốt. Nếu em nghỉ giữa chừng, đó là một điều rất thiệt thòi. Thưa thầy, em cũng rất yêu thích việc học, nhưng thầy cũng biết hoàn cảnh nhà em. Bố em mất sớm, mẹ em đi nấu bếp, giờ mẹ em sức khỏe quá yếu, chị hai của em bị bệnh liệt nửa người. Nếu em không đi làm, thì nhà em sẽ chết đói mất. Ismin, em là một người đàn ông can đảm. Thầy chúc em mọi việc thuận lợi và đừng quên con đường học tập của mình. Lúc nào rảnh, em có thể học thêm trong sách. Hãy đến nhà thầy mượn sách, đừng ngại. Em cảm ơn thầy. Mình biết tìm đâu ra một công việc bây giờ. Mình còn bỏ học giữa chừng thế này thì cũng chẳng kỳ vọng sẽ xin được một công việc tốt. Chỉ cần đủ tiền đỡ đần cho mẹ và các chị là được. Đi đâu vậy cậu bé? Làm bảo hiểm ư? Dạ thưa bác, cháu thấy ở đây đang tuyển người. Cháu tuy nhỏ người nhưng cháu rất chăm chỉ và được việc. Cháu không ngại khó ngại khổ đâu ạ. À, xin bác hãy cho cháu một công việc. Cháu đang thật sự rất cần nó. Được rồi, vậy cháu hãy đến thử việc một thời gian nha. Lúc đầu ta chỉ có thể trả cho cháu 3 mỹ kim một tuần lễ. Có được không cậu bé? Vâng, được ạ. À, cháu cảm ơn bác rất nhiều. Ismin, đây là quyết định lương mới của cháu, 800 mỹ kim một năm. Cháu ngày càng giỏi và chăm chỉ đấy. Bác thật không ngờ một cậu bé lăng xăng chạy việc ngày nào, lương 3 mỹ kim một tuần lễ, mà giờ lương đã tăng tới mức
nhiều người mơ ước. Cảm ơn bác Peter. Tất cả đều là nhờ sự dìu dắt của bác đấy ạ. À, sang tuần cháu định đi nghỉ ở miền Santo Domingo. Bác có muốn đi cùng cháu không? Mùa hè tới rồi. Santo Domingo với những bãi cỏ trải dài dưới ánh nắng mặt trời, với những hồ rộng bát ngát soi bóng những rặng cây lá vàng ươm như mật. Nhưng sức khỏe của bác dạo này đã yếu đi nhiều. Chắc bác không thể đi với cháu được nữa. Phải chi bác có thể ngắm nhìn chúng, dù là một tấm ảnh chụp cũng đủ vui thích rồi. Chụp ảnh ư? Một ý tưởng tuyệt vời. Cháu sẽ đi thuê máy ảnh và chụp về những bức ảnh đẹp nhất cho bác xem. Ông chủ, thuê một chiếc máy ảnh lại lắm dụng cụ như vậy sao? Chỉ có ít lọ thủy tinh đựng hóa chất, khay, phiểu, cân hóa chất và một chiếc lều vải dùng làm phòng tối. Có gì đâu mà kêu nhiều chứ. Nhà nhiếp ảnh không chỉ cần một chiếc máy ảnh mà còn cần tới cả một bộ đồ nghề. Trong đó chiếc máy ảnh chỉ là một phần nhỏ. Tôi cho rằng là một anh thợ ảnh cần phải khỏe mạnh và còn phải can đảm nữa. Vì mang bộ đồ nghề nhiếp ảnh chẳng khác nào mang bộ yên cương. Đúng là một sự so sánh thông minh. Thế giờ anh có muốn thuê nữa không? 500 Mỹ Kim một lần thuê, giá không hề rẻ phải không? Chỉ có những tay chơi mới hay đến thuê thôi. Giá thật là mắc, mong ông thông cảm. Ý tôi là tất cả các hiệu ảnh trong thành phố. Cảm ơn ông, chắc là tôi sẽ phải quay lại đây lần khác. Mình sẽ hy sinh kỳ nghỉ này để tìm hiểu thêm về nhiếp ảnh. Giả sử nếu mình nghiên cứu ra một chiếc máy ảnh tiện lợi và rẻ hơn, thì đó sẽ là một sản phẩm có ưu thế tuyệt vời trên thị trường. Quan trọng là nhiều người có cơ hội được tiếp xúc với máy ảnh. Mình sẽ thử xem sao. Eastman, bác nghe nói cháu viết đơn xin nghỉ việc phải không? Chuyến nghỉ dưỡng có chuyện gì sao? Dạ, bác đừng lo, không có chuyện gì đâu. Cháu muốn nghỉ việc để tập trung nghiên cứu nhiếp ảnh. Cháu nghĩ mình không thể làm tốt cùng một lúc hai việc được à? Cháu quá mơ mộng hão huyền. Cháu đã cố gắng biết bao để có được vị trí này. 800 Mỹ Kim một năm đủ để cháu lo cho mẹ và chị. Nếu giờ cháu xin nghỉ việc thì mẹ cháu và chị cháu đang ốm liệt giường như thế, cháu có can đảm được không? Những mơ mộng nhất thời lúc này sẽ đổi lại sự bấp bênh đấy, Eastman ạ. Cháu đã quyết rồi, bác Peter ạ. Cháu muốn nghiên cứu thêm để đơn giản những kỹ thuật phức tạp của nhiếp ảnh. Cháu đã dành trọn kỳ nghỉ để tìm hiểu công thức có sẵn trong các tờ tạp chí Anh để tự chế tạo kính ảnh. Cháu tin là cháu sẽ thành công. Bác biết sẽ không ngăn cản được cháu. Tuy nhiên, cháu là đứa bé có nghị lực. Bác tin cháu sẽ thành công. Có gì khó khăn, cứ tìm đến bác. Bác luôn sẵn sàng. Cháu sẽ thường xuyên qua thăm bác. Cảm ơn bác trong thời gian qua đã dìu dắt và yêu thương cháu. Xa bác, cháu cũng buồn. Eastman, tiền nhà thằng này cậu tính thế nào? Tiền thuốc của mẹ và chị cậu nữa. Cậu là một người vô trách nhiệm với gia đình. Eastman, cậu để gia đình cậu túng thiếu đến mức này à? Thật không thể chấp nhận được. Nếu đã quyết định như vậy thì mình không còn đường lui nữa. Phải tập trung nghiên cứu cho nhanh để còn hy vọng bán sản phẩm ra thị trường. Nếu không, sự đánh đổi này là vô ích. Cả gia đình sẽ bị mình kéo xuống vực sâu của sự nghèo đói mất. Đây đúng là sản phẩm cậu làm ra sao? Thật không thể tin được. Nhờ phương pháp kính khô này, người ta không cần phải chụp và rửa phim ngay tại chỗ. Và tốc độ thu hình trước kia từ 3-4 giây bây giờ được rút gọn còn 1/25 giây, thưa ông. Tôi đang kêu gọi các nhà đầu tư về sản phẩm kính khô này. Ông nghĩ sao? Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một hình thức kinh doanh mở ra rất nhiều triển vọng. Trong tương lai sẽ có thể thu được lợi nhuận lớn. Tôi rất trông đợi ở anh, Eastman ạ. Những gì anh làm
nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Chúng tôi đã khảo sát ở một số khách hàng, tuy nhiên sản phẩm này rất hay bị lỗi. Đúng vậy, chúng tôi không thể liều lĩnh được. Xin lỗi cậu Eastman, cậu không phải là một nhà sáng chế chuyên nghiệp nên việc đầu tư quá là mạo hiểm. Nhưng các ông cũng phải thừa nhận đây là một phát minh rất tiềm năng. Tôi có thể nghiên cứu để cải thiện sản phẩm này tốt hơn. Xin lỗi cậu, chúng tôi không đợi được. Làm ăn kinh doanh không thể hứa chắc chắn điều gì. Thị trường lên xuống và nhiều sản phẩm mới còn phải thăm dò sự thu hút từ khách hàng nữa. Đúng là sản phẩm này vẫn còn hạn chế. Mình sẽ sang Anh, quê hương của máy ảnh, để tìm lời giải và khắc phục nó. Ngoài sự cải tiến về kính khô, tôi muốn tìm ra một loại giấy khác để in ảnh. Vì giấy không đúng là chất làm nền hoàn hảo, nên khi in ra hình ảnh, người ta vẫn thấy rõ các sợi giấy. William Walker, cậu phụ trách cho tôi bộ phận này nhé. Nhất trí Eastman, chúng ta nhất định sẽ làm được. Kính khô, giấy âm bản, thu gọn máy ảnh quá cồng kềnh. Đây là một phát minh vĩ đại trong ngành nhiếp ảnh đó. Eastman ạ, tớ nghĩ nhiều người sẽ có cơ hội tiếp xúc được với nhiếp ảnh đó. Đúng vậy, chúng ta sẽ mở ra một nền nhiếp ảnh mới đó. Ngoài việc thu gọn máy với kích thước nhỏ, tớ cũng muốn giá thành của nó chỉ ở tầm trung để mọi người đều có thể sở hữu được chiếc máy ảnh này. Ngày hôm nay, tôi rất vui được giới thiệu với mọi người. Đây là chiếc máy ảnh kiểu hộp, nhỏ và nhẹ, có dây đeo. Bên trong có lắp một cuộn phim giấy dài, đủ chụp 100 kiểu ảnh. Mọi người chỉ việc bỏ ra 25 Mỹ Kim để mua máy có lắp sẵn phim rồi, và không cần đem theo những phụ tùng đính kèm cho máy ảnh. Khi chụp xong, gửi máy ảnh về thành phố Rochester. Và tại nơi này, hãng Eastman sẽ tháo phim ra, rửa và in hình. Tất cả chỉ tốn thêm 10 Mỹ Kim. Rẻ thế ư? Hơn nữa, nó chỉ là một chiếc máy ảnh rất gọn nhẹ và tiện dụng, phù hợp với những chuyến đi xa và người hay đản trí như tôi. Những chiếc máy móc cồng kềnh nhiều phụ kiện luôn làm tôi nhức óc. Thật không thể tin được, tôi cũng muốn sở hữu một chiếc. Nhưng thưa ông Eastman, kỹ thuật chụp ảnh thế nào với một chiếc máy ảnh nhỏ bé như thế? Bạn chỉ cần bấm nút, rồi chúng tôi sẽ lo tất cả các công việc còn lại. Đó chính là châm ngôn của chúng tôi. Thật là phi thường, đúng là một sáng chế vĩ đại, không thể ngờ được. Ông ấy làm được điều tưởng chừng như không thể. Vì tầm nhìn hạn hẹp mà chúng ta đã bỏ lỡ một món hời thật sự. Chiếc máy ảnh này sẽ phá đảo thị trường nhiếp ảnh. Do cách quảng cáo đặc biệt, máy ảnh số đầu tiên trên của Eastman đã nổi tiếng trên khắp thế giới và ngành nhiếp ảnh bình dân được khai sinh. Dấu mốc huy hoàng đó là khi ông Eastman tung ra thương trường chiếc máy ảnh số đầu tiên vào tháng 6 năm 1888. Bộ phim được lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về George Eastman, nhà phát minh máy ảnh số đầu tiên trên thế giới vào năm 1888. Bán phú quý, mua bình an. Hoàng hậu Bạch Ngọc, lần nào đến cung nàng, ta cũng thưởng loại trà thơm ngon này. Thật là thấy trong người thư thái quá. Dạ, hoàng thượng được thư thái là điều mà thần thiếp luôn mong cầu. Bạch Ngọc, nàng có nhớ ngày đầu ta gặp nàng như thế nào không? Dạ, dù có thịt nát xương tan, thì ngày đó luôn là ngày mà thiếp chẳng bao giờ quên được. Đợt này đất nước đang có nhiều binh biến. Ta e rằng tới đây, ta chẳng thể thường xuyên đến đây cùng nàng thưởng trà và ôn lại chuyện xưa nữa. Thiếp biết chuyện quân cơ đang rối ren và thánh thượng đang mất ăn mất ngủ. Nhưng thiếp xin người hãy chú ý giữ gìn long thể. Cấp báo! Bẩm bệ hạ, tình hình rất căng. Hiện quân Chim tiến vào đất ta, cướp bóc rất tàn ác ạ. Ta cũng đã tính đến nước này.
Khanh mau lệnh cho các quân chuẩn bị khí giới để trẫm thân chinh tiến đánh Chiêm Thành. Bệ hạ. Bệ hạ. Nước cờ này ta đã dự tính từ trước. Các khanh cứ theo ý ta, lần này ta sẽ thân chinh ra trận, không thắng không trở về. Thế nhưng, thưa bệ hạ, ta đã quyết, đừng nhiều lời. Khanh về triều trước, triệu tập các quan quân để cùng bàn chuyện. Trẫm sẽ về triều ngay. Thần tuân lệnh. Lần này, bệ hạ xa giá, thân chinh ra trận. Mặc dù rất lo âu, nhưng vì việc lớn, thần thiếp chỉ biết ở nhà cầu nguyện bình an cho người. Mong người nhanh chóng khải hoàn trở về. Nàng yên tâm, ta sẽ sớm khải hoàn. Lúc đó gia đình ta lại đoàn tụ, cùng với dân chúng an hưởng thái bình. Thiếp ở nhà sẽ cố gắng lo chu toàn. Hoàng thượng cứ yên tâm mà lên đường. Tốt, hoàng hậu là người đoan trang, đức hạnh. Lúc nào ta cũng tin tưởng và thương yêu nàng. Ra trận nguy nan nên ta không thể đưa nàng theo. Ở nhà nàng nhớ dạy dỗ công chúa thật tốt. Đợi ngày ta trở về sẽ bù đắp cho mẹ con nàng những năm tháng vinh hiển. Thần thiếp đã rõ, thưa bệ hạ. Tháng 12 năm 1376, Duệ Tông Hoàng đế cầm 12 vạn quân đánh Chiêm Thành. Quân Chiêm bốn phía phục bình đổ ra đánh. Quân Đại Việt thua trận. Tổn thất lớn nhất là Hoàng đế tử trận nơi xa trường. Bẩm Hoàng hậu, tể tướng Hồ Quý Ly gửi quà cho người ạ. Đây là loại vải lụa quý giá, tể tướng đặc biệt ưu ái dành cho người. Các cung phi khác cũng không được tặng loại vải quý này. Thế ư? Hãy truyền lời ta với tể tướng rằng ta vô cùng cảm kích. Mang tiếng ở trong cung của mình, nhưng có khác gì bị cấm túc. Đến ngắm hoa, cũng chỉ ngắm chậu hoa cảnh giả. Nào có gì là thật của mình? Tâu Hoàng hậu, thần đã chuẩn bị kỹ càng mọi việc. Nội trong tuần tới, chắc chắn tể tướng sẽ lên ngôi. Trong khi đó, quân phương Bắc cũng đang làm loạn. Điều đó ta có biết. Hoàng hậu cho phép thần di giá người cùng công chúa về nơi an toàn. Chúng ta cần khẩn trương lên đường ngay, kẻo không kịp. Ta chưa muốn đi. Hoàng hậu, cho phép thần nói lời chân thật. Ta vẫn nghe đây. Thần biết ở đây phú quý, vinh hoa, nhưng chẳng lẽ hoàng hậu không thấy áy náy với cựu hoàng hay sao? Ta biết, thế nào khanh cũng nghĩ như vậy. Thần có mạo phạm, hoàng hậu cứ trị tội, nhưng thực tâm, thần rất lo cho hoàng hậu và công chúa. Tấm lòng của khanh, ta thấu rõ, nhưng thiết nghĩ lúc này chưa thể. Mẹ ơi, chúng ta không thể không rời khỏi đây. Phương Bắc đang tấn công và tìm bắt con cháu họ Trần để tiêu diệt tận gốc. Đúng vậy, tể tướng lên ngôi là điều một sớm một chiều thôi. Họ có lệnh giữ người và công chúa ở lại, cũng chỉ để xoa dịu lòng dân, vinh hoa phú quý, cũng chỉ là bề nổi để che giấu tâm cơ. Chẳng lẽ người không nhận ra sao? Ta biết, nhưng nếu chúng ta di rời bây giờ sẽ càng nguy hiểm. Huống gì, hãy bình tĩnh chờ thời cơ. Dù sao vương triều mới cũng không làm gì đến chúng ta, ít nhất là vào lúc này. Liệu như vậy có an toàn không, thưa hoàng hậu? Khanh cứ bình tĩnh để ta xem xét. Lúc này mà chạy ngay chỉ rơi vào đường chết. Việc quan quân giặc trong thù ngoại rải khắp nơi. Hoàng hậu thấy những tấm vải của thần tiến tặng có ưng không? Cảm ơn tể tướng đã ngày ngày bận việc quân cơ mà vẫn chu toàn chăm lo hậu cung. Phận làm cung phi như ta cũng thấy xấu hổ vì chẳng giúp được gì cho tể tướng. Việc nào cũng là việc cả. Hậu cung có yên ấm thì mới vững việc quân việc nước. Đó cũng là sứ mệnh và trách nhiệm của ta với cửu hoàng nhà Trần. Triệu ta đúng là may mắn có người vừa tài vừa đức như tể tướng đây. Quá là lời truyền không sai. Hoàng hậu đúng là người đoan trang đức hạnh. Mọi hành động cử chỉ đều đúng mực, xứng là bậc mẫu nghi thiên hạ. Chỉ tiếc là tể tướng quá lời. Hoàng hậu cứ ở đây hưởng vinh hoa phú quý, mọi sự để ta lo.
sẽ không ai làm tổn hại đến hoàng hậu và công chúa đâu. Xung quanh đều tai vách mạch rừng. Chúng ta cần cẩn trọng. Ta rất rõ, chúng ta là thê tử của nhà Trần. Dù nhà Hồ không giết ta, nhưng giữ lại chỉ là yên lòng dân. Mục đích cũng không tốt đẹp gì. Ta cần tính toán kỹ càng hơn. Rõ, thưa hoàng hậu. Ngày mai, triều đình tổ chức yến tiệc. Chắc chắn quan quân sẽ say sưa. Nhưng lúc đó, chúng ta cải trang thành đoàn tu hành. Đúng giờ Sửu, rời khỏi kinh thành. Thần chuẩn bị ngay. Chúng ta sẽ tiến về nơi hoang vu vắng vẻ. Có như thế mới an toàn. Tuân lệnh hoàng hậu. 40 năm sau. Thưa hoàng hậu, công chúa, thần có điều muốn nói. Ta nghe đây. Chúng ta đã khai quan, lập làng được mấy năm, cuộc sống yên ổn, làm ăn phát triển, chiêu mộ được nhiều quân dân. Thần nghĩ cũng đến lúc thực hiện mưu đại sự. Còn lại nghĩ khác. Quân triều đình vẫn hết sức cảnh giác với thế lực chúng ta, trong khi nhà Minh rất mạnh. Công chúa nói cũng đúng ý ta. Để thực hiện đại sự cần chờ thời cơ. Hiện tại, chúng ta cứ kín kẻ xây dựng làng lũy, quân nhu, vũ khí đã. Nhưng theo nghe ngóng, quân Minh cũng dò biết được chúng ta và đang cho người theo dõi hành động của người. Ta có biết, quân Minh dò đến đâu thì chúng ta buộc phải lánh đến đó lập trại mới. Tuyệt nhiên, không nên phô trương lúc này. Rõ, thưa hoàng hậu. Thưa mẹ, còn một thế lực nữa đang lên như diều gặp gió, là nghĩa quân Lam Sơn của tướng Lê Lợi. Chúng ta cứ đợi thêm để nghe ngóng xem sao. Thời buổi loạn lạc, tất cả hành xử đều phải cẩn trọng từng bước một. Dân, thưa hoàng hậu. Thưa hoàng hậu, tướng Lê Lợi bày tỏ muốn được gặp người ạ. Theo ý con thế nào? Thưa mẹ, này thế quân Minh mạnh như trẻ tre, nợ nước lớn hơn thù nhà. Giờ họ Trần nhà ta không còn ai có thể gánh vác trọng trách nặng nề ấy. Mệnh trời dường như trao tay Lê Lợi. Con nghĩ ta nên giúp một tay mong nước Việt lại về tay người Việt chúng ta. Con nói hay lắm. Vậy thì giờ là lúc mẹ con ta cùng đi gặp Lê Lợi. Thưa mẹ, vâng ạ. Sau khi bàn bạc, mẹ con hoàng hậu Bạch Ngọc và công chúa Huy Chân đã đến gặp Lê Lợi. Bà đã xin hiến toàn bộ tiền, lương thực, thực phẩm đã tích trữ được cho cuộc kháng chiến chống quân Minh và đồng thuận gả công chúa Huy Chân cho Lê Lợi. Để đáp lại tấm thịnh tình này, Bình Định Vương, tức Lê Lợi, liền cho sắm lễ vật, chọn ngày lành tháng tốt dẫn tùy tùng đến xin hỏi cưới Huy Chân về làm thứ thiếp. Sau khi Lê Lợi lên ngôi vua, nhớ đến công lao của cựu hoàng hậu, ông đã tìm danh hiệu đẹp để tôn phong bà, nhưng bà một mực chối từ mọi bổng lộc, ân sủng của triều đình và xin ở lại quê nhà, sống quãng đời còn lại an yên. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!